20. Rồi. Khánh, Khánh Phúc Tình và Khánh Văn Khánh chào bạn nhé. Đây là mũi đá má 20 chạm đổ nước, có nghĩa là trong cái tổ má này phải có hai con má làm đi sát bóng, và nếu như mà ăn má này để cho cả cầu thủ bên ngoài đá một chạm mà lên đến 20 mấy quả thì đó là sẽ mất nước các bạn nhé. Cái đồ này cũng rất khó. Rồi bắt đầu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chủ nhân của đồ nước hôm nay là hai cầu thủ Sì Sấm và Sì Sấm đây, Sì Sấm mất nước và Văn Hoàng.